Đang bay qua cả nhà. Ôi trời, thích mấy hả? Ngập bố không? Núi đứng quá đứng. Một lùm sâm câu đỏ này cả nha. Một lùm sâm câu đỏ này cả nha. Đã đó không? Nằm nghe chỗ ấy. Cái bụi sâm câu đỏ này nó nằm
ở trên cái lớp đất phù sa nó bôi trên tảng đá, thành rễ nó đi rất là dài, cũ nữa cả nhà. Ý, dài khiếp không? Đỏ âu à, để về mình rửa sạch ra nó đỏ, ngon lành. Một cái bụi sâm câu đỏ này về để nguyên bụi như thế này ngâm vào được một hũ rượu 3 lít rồi ạ. Đấy cả nhà, ngon, tuyệt vời. Wow, mùa nắng đi vào rừng nó nóng nực thi khiếp ạ. Mở đéo một hào ta. Mở đéo chẳng hết chỗ hỏi rồi. Giờ có mặt rồi chứ. Người này đéo một ổ em lỗ, em bỏng ạ. Mềm thớ đây còn khó khăn rồi chứ. Nhất gì không? Chọt cá mọc rồi. Chọt từ sâu tao đeo biết à. Nên mà đồn giữa đây nè. Nhất gì không? Nó đóng ngược lên mày chọt ra rồi. Nó thớ chọt lên. Ôi trường mặt bỏng thiệt to vậy mà. Ô mà không đeo không? Không, không đeo. Tưởng ở đây ông xuống thôi, bảo tưởng ở đây ông xuống rồi đó hả? Em xuống không, thẹp lên thôi anh ạ. Em xuống mà cốt được, chứ còn đem lên là cốt được. Cao lắm. Gập, thiền đứng, thiền đứng. Đó. Ổ mà thấu. Đúng vậy, khó rồi hả? Ba lô đồ đạc, lớp là sâm câu rồi, nước sờ ben, đồ lồng đao ý tiên kiếm rồi. Mây quá cả nhà ơi, lên đến đoạn đây thì em phát hiện được cây sáu thăm phân đã có ở hòn núi này. Giờ mình kêu mấy anh em qua xúm nhau đào. Thấy củ đây, thấy củ hả? Đây giờ tìm cá. Ừ, củ nó màu vàng. Đây mới tách được một cái rễ cọc của nó nè. Lấy hết rõ đúng không? Ừ, lấy hết luôn. Thơm hả? Ừ. Thơm quá. Thơm. Để đó mình đào xong rồi. Đây phải không? Nó chứ nó. Là nó. Mình đốt lên mùi thơm của tinh dầu. Ừ. Dài lắm, hết không? Ủa? Dài lắm nha. Dài chứ. Có đĩa không? Dài sao không? Em đang cầm trên tay một cây chiều sung này cả nha. Cây hoa chiều sung này. Hàng bonsai đỡ bang thôi nha. Nhưng mà có những cái cục nu rất đẹp luôn. Hàng này anh Tuấn khoái lắm này. Hoa đã nở là cực kỳ thơm luôn. Nén đây mà. Đó mệt. Anh mới đào xong cái bụi to này. Đấy, cắt ra mấy cái rổ rồi. Đấy. Cái rổ chùm nó theo một bụi này. Mấy làng á. Cái bụi như thế này về muốn mình ngâm nguyên một cái bụi trong thảo rượu luôn. Không mình xách ra mình phơi. Còn nhắn qua bên cô kia nữa. Ý, này một rưỡi không? Một rưỡi. Một cái rổ chùm của nó kìa nha. Rồi ra đây còn khúc đây nữa đây. Ý. Ở đây luôn à. Giờ địa hình này nó trương nè. Với lại tầng đất luôn cái tầng đất này nó xốp. Rễ nó đi. Khiếp. Một bụi này khoảng mấy tí luôn à. Ít đâu. Nó à. Nấu nó đủ quá sát âm mà. Nên tí tên trương này. Này dúng nó lắm. Đây đây. Nó này. Chắc nhiều khi nó lên đây nữa nè. Cái đấy á. Tao cao cái đấy tao nuôi được tao nghi nó nấu lên đấy mà.
Ôi trời, đất quý thông. Đấy. Coi được phải 2 ký hơn cho. Một cái rễ, rễ con nhỏ nhỏ thôi mà là đi dài cái đây. Ôi trời, đã. Còn dính trong phân mẹ đây. Thì gốc nó này. Rồi cặp đây nè, rồi cục tay rồi này. Đấy. Rồi chung một rửa nữa nè. Rồi lát anh dò theo rồi đây. Rồi lần cái nào nè. Cái rửa đấy anh dài đang theo ạ. Như đây à? Ờ, cũng dài theo miếc vậy á. Dạ không? Ra để nó nấu trên mặt xuống. Tung bánh, bà niềm tung bánh. Nhổ đeo lửa nữa nha. Nô ngay. Ôi, nó gần lên là nhổ con như cái ực 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 ba cá nó xuống sống. Bứt ra. Con heo rõ đây nấu chắc lên tao mày quá. Ôi, rõ đây. Tao gửi cho đấy xuống lắm á. Giờ đây xuống đây càng xuống càng nhỏ lắm lại nè. Cây này dặn cây cây chủ tịch khu đây à. Chúa khu đây à. Nó rụng hột mọc à. Nó... là cứ cho đàn cây nhỏ nhỏ là trên đấy chắc cái nhỏ to thôi chứ. Cho nó rụng hột nữa. Mình biết cái con đường này nó. Bữa bữa qua nên pha chút mật ong vô cái nước uống đã cứ đã không? Phía quá mấy anh. Pha cửa con ly uống rượu vậy vô cái chai nước lẹt mình đấy mình uống. Đi ba. Rồi, ổng. Tại vô lắm mày đút xà beng luôn nha. Rồi. Rồi. Nó chút nữa nó đi, nó xuống tới ruộng luôn. Còn chắc không ai chặn nó. Rồi, đứng lại con. Đó, rồi đây. Đây một cái rễ của nó thôi nè. Mà dài đi select con kia vậy. Đi xuống rễ một cái rễ màng dài đi vậy. Ấy. Tới đó là khoảng 5 mét rồi đấy. Nhưng mà vẫn chưa hết. Bụi này quá khủng khiếp. Quá trời quá đất luôn. Bụi này có lẽ là cái bụi mà to nhất mà trước giờ. Em đi đào cây thuốc em gặp luôn ạ. Toàn là nằm tí núi cao mà. Đấy, còn mấy cái đoạn này là cũng trong một góc nó luôn nè. Mỗi đoạn rễ là dài 3 đến 4 mét. Mấy cái đoạn như thế này giờ anh em sẽ đỡ dài luôn mà mình phanh lại. Thơm. Cây vú bò. Đây cũng gọi là vú dễ dài ạ. Cái cây này hoa nó đẹp lắm á. Khi chín là nó ra quả giống như quả chuối ạ. Nái này nái ăn thơm lắm. Này phía trên kia nó đang ra trái kìa. Em lỗ lấy lít 2 lít mà nó phỉ hơn em khứa được phải không? Khứa ổ lớn là xuống nhỉ? Ừ. Ổ vô đọt ngoài đi vô trong nó giúp 16 lít cho cây. Được nhá, ổ 16 lít đẻ đó à. Ổ đi phá anh đấy chắc một mặt là mày màu cục lỗ á. Vô phải ha nữa không? Mà quy mua lại không? Đồng khá mà rừng núi á. Trên đồi núi rừng núi xong xuống ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Già chứ không ăn ông dở bánh cuốn á. Ngon em, mình ổng. Đi rừng bắt em không có nấu cơm à. Giờ bánh cuốn hay cơm nguội rồi theo ăn. Rồi sáng tính rào rào kiếm một con. Kiếm hàng như vậy nướng chấm ớt. Mẹ nào theo hắn này.
Rừng lớn cây thuốc nhiều lắm mà sao? Lâu lâu gặp cây đá đòn nha. Trúng. Trưa xong mắt em đi đào cây thuốc tiếp. Tính là sáng nay đi tìm ong với lấy cây cảnh. Mà gặp chỗ này có cây thuốc nên anh em lấy luôn. Giờ gửi cho cô chú anh chị mình với lại phơi khô một ít. Cô chú anh chị mà có nhu cầu sử dụng loại dược liệu 600 phân này thì kết nối vào Zalo của em để trên màn hình ạ. Ship em ship toàn quốc luôn. Làm nhiều cô chú hỏi nhưng mà mỗi chuyến đi thì anh em may mắn thì kiếm được 4-5 ký, còn không thì nó cũng số lượng ít á. Cô chú nào hỏi mà em chưa gửi thì cũng thông cảm. Quân lớn đúng không? Thuốc chưa không biết chưa lại thôi. Đang thuốc còn méo. Đá không? Hơn ký mà. Ấy. Còn đấy còn rõ đây. Trời, đốc gì con. Củ đây nó đẹp lắm không? Củ không bồng không bở vậy. Cái loại cái này ra chứ cả ký rồi không? Ký hơn rồi cho. Ký á. Cái nào khúc đây đâu đây. Điếu rồi nói điếu làm điếu rồi ta. Hết cái cây sen tôi liền với thuốc rau rồi tôi nó tới cậu ngày trưa xong anh em tranh thủ hút điếu thuốc rồi làm kết gọn gọn lại 5-60 phân vậy để mình gọn gọn mang xuống núi. Chuyến này đi anh em đem đồ ngờ nhiều lắm, búa rìu để mùa này vào mùa mật ong á, có thì gặp ong bồng ong lỗ mình cốt cái bồng đó mình lấy. Anh em đây là một tay lấy mật ong cái tiếng này. Một cái rễ cắt ra như này nè. Tại anh em cắt ra khoảng 5-60 phân cho nó gọn để mình mang. Lúc em gửi thì cô chú thì em cũng sẽ phân đều ra. Mỗi người cũng có một củ to, có củ nhỏ, củ đẹp cho nó đều. Nếu mà cô chú anh nào mà thích lấy nguyên một cái rễ dài á, hoặc là một cái củ đẹp á, thì nói trước thì anh em sẽ cố gắng để dành một cái củ nguyên ấy, hoặc là một cái rễ nào đẹp về mình ngâm rượu. Xuống suối thôi nha ơi, nóng quá nóng chịu hết nổi. Mùa mưa nói sao mưa mà đến lúc nó nắng rồi thôi khỏi nói. Ừ, ngợp luôn à, thở không nói mà. Năm ngoái thì em với anh Hùng có ra sông này một lần. Và sau một năm quay trở lại thì đúng mùa hoa mì nương nở luôn đây. Đây là cây hoa mì nương cả nhà. Nó mọc ven sông á. Nhưng mà người ta khai thác nhiều, nay số lượng nó cũng ít rồi. Hoa nó rất là đẹp. Vào buổi sáng sớm hoặc là chiều hoa mì nương nở ra mùi rất là thơm luôn. Đây là nụ của nó, những cái này thì bắt đầu nở rồi. Thơm ngát luôn, mùi thơm nó rất là dễ chịu. Cái hoa này thì bắt đầu vào tháng 3 thì bắt đầu nó nở đến tháng 10 dương lịch cả nhà. Còn khi mà vào mùa mưa bão lũ thì em không biết là nở hay không, tại vì lúc bão lũ thì mình ở nhà thôi, mình đâu dám ra sông suối được. Nhưng mèo hết rồi. Ôi dù lẽ mà. Ôi dù mình nên đi dài mới xuống sâu này.
xuống dốc mà nó đổ học đi mà. Nên số xuống dốc là xuống núi xuống cái bờ sông này cấp cứu luôn. Ôi trời. Cây quả này cả nhà. Chúng em gọi cây sung mật á. Nhỏ mà trái nó sai khiếp luôn. Nguyên một cái bình trái này. Ra trái độc chiêu không? Quả này mình còn sống như thế này mình ăn sống được nha. Chấm mì ớt hay là mình làm nem á. Mà nem chua. Ôi. Nhìn cây quả ngoài núi trái. Đẹp không? Nó có cô chú nào mà thích chơi cây quả này trồng ở nhà trong vườn nhỏ nhỏ mình hái trái mình ăn thì liên hệ qua Zalo em ạ, mình chuyến đi rừng mình gặp em hái không mọc ạ. Thì đâu tử á đi qua bác nó đem ra chờ bán mà. Nhọn khâu. Đói quá nè. Đói quá ăn gì mà ngon luôn. Trơn. Bóc ra kia đúng cái hư.